Mưa rồi, hai mẹ con lên mưa gió không lạnh không? Thế bây giờ anh ở tạm nhé. Thôi thì mưa gió được, hôm nay thì khi giờ ở tạm với không được, không gió này ngoài ngủ bất, nhé. Thôi thì con dậy đi, coi đi.
Hãy
con hay gì đâu. Làm xong rồi cháu. Không có gì, gì ăn đi kiếm cái gì để ăn đi. Nhà cái gì ok. Đi ra ngoài đi kiếm cái gì ăn. Cái gì ăn? Đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi đi. Không biết, bà không biết đâu. Đi làm việc về không biết, lười lắm đi, đuổi đi, kia đi rồi. Mẹ là đuổi đi, à, con đi, con bảo về chợ với con mà. Thế đi tập đi đâu rồi? Lười quá, mới không biết, đi kia đi rồi. Em về đi em ơi, về đi em, sao đây thằng về đi em ơi, về đi. Con lên đây. Kiểm tra đi con nhé.
Cô Cô ơi.